thưa quý vị và các bạn, thì nước Úc có 6 tiểu bang và 2 vùng lãnh thổ. Thì hiện nay tiểu bang New South Wales, nơi mình sinh sống, có số người nhiễm bệnh COVID ngày càng tăng. Thì có ngày thì số ca nhiễm bệnh trên 900 người. Trước tình hình này, giới chức tiểu bang New South Wales đã thắt chặt hơn các biện pháp nhằm ngăn chặn cũng như để lùi đại dịch, trong đó là kéo dài thời gian phong tỏa, rồi tăng mức tiền phạt các điểm nóng, các vùng có đông người bệnh thì thực hiện lệnh giới nghiêm. Trong thời gian giới nghiêm thì mọi người phải ở nhà và không ra ngoài từ 9 giờ tối cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Thì bây giờ ra đường đó các bạn thì rất là vắng, mọi người chỉ ra đường khi mà thật cần thiết và hợp lý. Tuy nhiên thì cũng không ít người bị phạt tiền do vi phạm, thậm chí thì có một số nhóm người đã biểu tình chống đối lại cái lệnh phong tỏa này. Như vậy là câu hỏi đặt ra là mình có cần thiết ra đường trong thời gian phong tỏa hay không? Để phần nào trả lời cho câu hỏi này thì mình xin giới thiệu một bài viết mà do cô Đỗ Yến sưu tầm và đăng trên mạng xã hội. Cũng xin nói thêm là cô Đỗ Yến là giáo viên về hưu và mình và cô quen biết nhau khi cô sang Úc du lịch các bạn. Sau đây là nội dung bài viết. Bài viết có cái tựa đề là Đôi lời nhắn nhau. Mọi người ơi, chưa bao giờ giữa sự sống và cái chết lại mong manh như lúc này. Nếu sơ sót, chỉ cần một lần ra khỏi nhà thì có thể mang cái chết về cho cả nhà. Có thể nhà ta không còn ai để ở, tài sản của cải không có người thừa kế. Vì thế cho nên mạng sống cả nhà là trên hết. Miễn sao còn sống là phúc đức rồi. Không có thịt cá thì ăn tạm rau củ quả. Thiếu cơm gạo ăn thì ăn tạm mì gói. Mỗi ngày ăn không đủ 3 bữa thì 2, thậm chí 1 bữa ăn cũng không chết. Thất nghiệp nghèo đói thì hết dịch ta còn đôi tay sẽ làm lại. Không mưu kế đối phó để được ra khỏi nhà. Không mưu kế để đục nước béo cò. Không hám lợi mà mua bán chạy trọt trong mùa dịch. Mỗi con người chúng ta chỉ có một mạng mà thôi, không cho phép ta hối hận đâu. Trước khi ra khỏi nhà, ta phải động não, tìm cách nào để khỏi ra mà vẫn sống được. Chỉ ra khỏi nhà khi đi sẽ không chết thì mới đi. Dịch bệnh không tự ý vào nhà khi mình đóng cửa, mà nó chỉ chờ ta bước ra cửa để theo ta vào nhà mà thôi. Có khi do hoàn cảnh, do điều kiện, chúng ta không thể tiếp xúc cùng chính quyền dập dịch được, thì cũng đừng quán trách chính sách tại sao thế này, tại sao thế kia. Các bạn cứ tưởng tượng xem những người làm công tác phòng chống dịch và ngành y họ khổ sở thế nào chỉ vì bình yên của đất nước, trong đó có chúng ta. Giờ đây, mỗi người chúng ta hãy tập bình tĩnh và cẩn thận từng phút từng giây để vượt qua cơn đại dịch này. Hãy sống sao khi cơn đại dịch này qua đi. Có những người bị nó mang theo mà ta vẫn còn mới là quan trọng nhé. Xin chúc tất cả bình yên và nhiều sức khỏe. Nếu những ai buộc phải ra đường, chúng ta hãy cùng cầu mong họ luôn được bình an. Vì các bạn thân mến, thì hiện nay đó, để ngăn chặn để lùi đại dịch đó, thì tiểu bang New South Wales cũng như là nước Úc thì đẩy nhanh tiến độ là chủng ngừa vaccine COVID-19, phong tỏa những nơi mà có đông người nhiễm bệnh. Theo mình thiết nghĩ đó, thì mọi người nên thực hiện nghiêm các quy định này. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ cho chính mình, cho gia đình của mình, cũng như là góp sức cùng xã hội đẩy lùi đại dịch một cách nhanh chóng. Khi mà đại dịch qua đi đó, thì cuộc sống của chúng ta sẽ sớm trở lại bình thường. Xin chúc tất cả quý vị các bạn thật là dồi dào sức khỏe, bình an vượt qua đại dịch một cách an toàn nhất. Xin trân trọng cảm ơn và